trình Du lịch kỳ thú. Tại sao mỗi lần mà có sự xuất hiện của thám tử Hoàng Bơ lúc nào cũng ồn ào hơn mọi ngày, là sao đi lại vậy? Nữ thần. Anh nói em, chị Thanh cũng như là tất cả các thám tử rất là vui gặp lại các quý vị khán giả trong chương trình Du lịch kỳ thú. Như mọi ngày thì thư ký chị Thanh sẽ giới thiệu bốn thần thám ngày hôm nay. Tuần vừa rồi thì chúng ta có những nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Cũng như một nhiệm vụ mà sẽ Thanh giao cho Mai, thì Mai nhớ lát nữa sẽ làm sao cho đẹp nha. Bây giờ thì sẽ đọc một nhiệm vụ đầu tiên. Có một người bạn tên là Ngọc Đại rất đam mê tập thể hình, nhưng bạn ấy đã tập lâu mà cơ bắp vẫn chưa lên. Tôi có hỏi thì bạn ấy cho rằng do cơ địa bạn ấy không lên cơ được. Những lực sĩ như là Lý Đức hay Phạm Văn Mách đều là do cơ địa tốt nên mới cái cơ thể như vậy. Bạn ấy còn nói thêm là sau 40 tuổi thì cơ bắp sẽ không còn được như lúc trẻ như lực sĩ Arnold của Mỹ. Sau 60 thì cơ bắp đã không còn được săn chắc nữa. Tôi không đồng ý lắm nhưng không có cách nào thuyết phục bạn ấy. Mong chương trình phân định đúng hay sai và giúp bạn thay đổi suy nghĩ giúp tôi. Bây giờ mời thám tử Đan Trinh. Là bây giờ lăn qua bển đi nè, đỡ mất thời gian. Nhìn là biết cổ ngợp liền. Vô thấy cơ bắp không là cổ hú liền. Vô đúng rồi. Thật ra Lan Trinh cũng rất hợp với nhiệm vụ này. Nhìn Lan Trinh cũng đô, tay bắp cũng đô đô. Hay to. Tôi cũng có tập gym chứ bộ. Nhưng mà kiểu của tôi cũng là lên cơ đó nha. Mà kiểu như hơi sai xí. Thôi, vì các bạn của mình sẽ nhục mình quá nên tạm thời thì nhiệm vụ này đến đây xin cảm ơn các bạn đã. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chưa coi nữa. Ủa nhiệm vụ nó đoạn dễ sợ vậy? Cho tôi cho bà 10 cái đen này quá. Bây giờ dỗ dành đi cho coi. Mấy dỗ đi kìa. Ở đây cũng toàn là mấy người tập mà không lên cơ không à. Dỗ dành đi, tôi chỉ bí quyết cho. Nói tí đi, nói em đẹp đi. Wow. Em đẹp. Tôi biết là anh kia ảnh nói mà anh cũng muốn ói đó. Rồi, được được. Dù có thái độ một chút kệ, tôi bỏ qua, tôi chấp nhận cái câu em đẹp. Và bây giờ mời các bạn theo dõi clip. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếng Anh có một cụm từ mà Miko rất là thích. It makes my day. Có nghĩa là điều làm cho một ngày của tôi trở nên tươi sáng. Và ngày hôm nay, cái điều mà make Miko day đó chính là sắp được bước chân vào phòng thể hình. Nơi mà có rất trời nhiều ơi, các trời ơi trời. Tôi mắc cỡ quá. Cái mặt đỏ đi lên kìa. Mặt đỏ lên thấy rõ luôn á. Trời ơi, không kiềm chế xíu đi Trinh. Trời, ba mặc cái quần gì vậy? Đi vô phòng riêng mặc đồ gì vậy? Ồ, xoáy đông quá. Ai cũng đô quá. Bây giờ không biết nhân vật chính mà Miko đang cần tìm là ai. Lý đó kìa, Nguyễn chữ Lý đó kìa. Đây là anh bên này. Anh em mình hỏi ban quản lý đi nha. Vậy em hỏi chị có biết bạn Ngọc Đại tập ở đây không? Đại là cái em đằng kia kìa, đó em đang ngồi ở trọng á. Ngồi ở trọng hả? Bạn đô không chị? Không, không đô. Ốm ốm ngồi tập ở trong kia. Có hả? Tụi lưng đuôi đó trời. Em chào anh. À, chào chị. Bạn là Ngọc Đại đúng không ạ? Đúng rồi em. Vậy thì ngày hôm nay chắc là bạn cũng biết mục đích của Lan Trinh tới tìm bạn rồi đúng không? Bạn biết chưa? Đúng rồi, làm sao bạn biết được? Tại vì bạn không phải là người gửi thư về. Và bây giờ thì Lan Trinh xin giải thích là có một cái chương trình tên là Du lịch kỳ thú. Và một người bạn của bạn đã gửi thư về nhờ Miko Lan Trinh giúp bạn để giải quyết một cái vấn đề trong suy nghĩ. Bạn nghĩ cái độ tuổi thích hợp để tập mà lên cơ là độ tuổi nào? Độ tuổi thích hợp để tập lên cơ đấy là độ tuổi khoảng từ 16 tuổi trở lên. 16 tuổi cho tới độ tuổi nào, có cái giới hạn trên không? Anh vẫn nghĩ là gần 40 tuổi thì cái cơ của mình sẽ không to, không lớn được như tuổi thanh niên nữa. Vậy có nghĩa là trên 40 tuổi là không tập cơ được nữa, bạn nghĩ vậy? Do đó nên một người bạn đã gửi thư về cho Lan Trinh. Đó là chứng minh cho bạn thấy là bạn suy nghĩ như vậy là có thể nó không đúng. Mình tập đúng cách thì bất kỳ ai cũng có thể đô hơn được nữa. Dù 50 hoặc là 59, 60 tuổi đều có thể tập tạ được. Anh nghĩ là không được. Anh nghĩ không được, em nghĩ được, tụi mình cái với nhau. Sẵn sàng. Dạ. Anh đi tập một tuần, mấy ngày?
trước đây thì một tuần khoảng tầm 5 ngày. Nhưng mà gần đây thì có hôm thì là 4 ngày, hôm thì là 3 ngày, có khi cả một tuần mới được khoảng 2 ngày. Có nghĩa là lịch tập không đều. Đúng rồi, không đều. Vậy còn chuyện ăn uống thì sao? Mình thường rất là thích ăn thịt bò. Một bữa thì mình thường ăn khoảng tầm 6 đến 7 chén cơm. Buổi sáng thì mình ăn hủ tiếu hoặc là phở gì đó. Buổi trưa thì ăn rất là bình thường, nhưng mà buổi tối thì mình ăn rất nhiều. Ăn nhiều. Mức tạ nặng nhất mà anh nâng tới bây giờ là bao nhiêu? Nâng mức tạ cao nhất là khoảng 60kg. 60kg thì anh hoàn toàn có thể nâng em lên được, đúng không? Âm ngu nữa là lần là luôn. Vậy cái này không phải là nặng 60 rồi. Không, 65kg là nặng mệt rồi. Đâu 70 đó. Anh nâng được nhiêu? 60. Mị miệng. Và bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ có một vài phỏng vấn những cái nhân vật đang tập trung với Ngọc Đại ở cái cơ sở tập thể hình của chúng ta bây giờ. Bạn tên gì? Tên Đạt. Theo mình nghĩ thì là đến một cái độ tuổi khoảng ngoài 40 tuổi thì cơ bắp nó không còn to được nữa. Nó sẽ nhỏ đi hoặc là chảy xệ chứ không giữ được cái cơ thể cường tráng nữa. Bạn có đồng ý không? Không. Tóc vẫn có thể đo hơn được nữa. Đúng rồi. Bạn này đồng ý. Cái đó không biết. Dạ cảm ơn chúc nhiều nha. Mình sẽ đi tìm thêm một địa điểm khác nữa để có câu giải đáp cho mình được không ạ? Nơi đây, Miko có thể giới thiệu với Đại một nhân vật mà sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Đại luôn. Dạ, xin chào chú. Đây là chú. Dạ, chú có phải là chú Vân không ạ? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, chú tạm chắc cả chục năm rồi đó. Từ chương trình du lịch Kỳ Thú. Chú năm nay bao nhiêu tuổi đấy? Tôi năm nay là 60. Wow. Vậy thì cái tuổi mà lúc mà chú bắt đầu sử dụng đến tạ nặng để tập luyện là năm chú bao nhiêu tuổi? Thì cái năm đó là tôi là 53 tuổi rồi. Tức là chị bác mới tập tạ nặng được 7 năm thôi ạ? 7 năm thôi. Thì đầu tiên là qua nhìn sơ sơ thì Đại cũng đã thấy hình thể của chú rồi đúng không? Thì bây giờ chú nói là chú 60 tuổi. Thì để chứng thực hơn nữa, chúng ta sẽ xem thử giấy tờ của chú coi là Đại phải tin là lỡ Lan Kinh cố tình xạo Đại thì sao? Ở đây ghi là năm 59 nè. Thì bây giờ cái này là hồi xưa đó là sinh 29 tháng 1 năm 1956. Dạ. Mà khi mà làm cái chứng minh đó thì cái đặt cái năm sinh đi. Dạ. Chú Võ Văn Vân sinh ngày 29 tháng 1 năm 1959, vậy là trên giấy tờ và thực tế thì chú đã 60 tuổi. 60. Ồ, bây giờ để mà nhìn thấy rõ hơn nữa về sức khỏe cũng như là hình thể của chú Vân thì chúng ta sẽ có một cái màn biểu diễn nhỏ nhỏ đây được không chú? Chúng ta đang có trên sân khấu là một lực sĩ với độ tuổi U60 và một lực sĩ với độ tuổi là U30. Vâng. Đó là tay sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ được nhìn hai lực sĩ thể hiện dòng ngực. Lép quá, nhảy quá, nhảy quá. Wow. Tuyệt vời. Bây giờ chạy bao nhiêu ký? Mình 63kg. Trời ơi, nhẹ ăn chinh luôn hả? 82kg. Nhẹ ăn chinh. Trời, mức tạ 82kg à. Wow. 82kg. Ngực dưới, ngực dưới. Khủng khiếp nha. Tuyệt vời. Bây giờ con sẵn thước dây trên tay, con xin được đo dòng ngực đi. Ok. Dòng ngực 108cm. Wow. Kính thưa quý vị và các bạn, sau vài màn biểu diễn vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được là với độ tuổi như chú Vân và với hình thể như chú thì quả thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho chú Vân. Con chắc chắn là bây giờ những bạn đang tập tạ như là bạn Đại và mọi người đều thắc mắc rằng chú có một cái cách tập luyện gì riêng, giống như là với độ tuổi của chú thì nó có khác gì với thanh niên tập luyện không ạ? Có chứ, cái tuổi tác nó cũng là quan trọng. Ví dụ như thanh niên thì cái cơ bắp nó phát triển nó khác, còn ở cái độ tuổi của tôi thì cái cơ bắp nó phát triển nó khác. Rồi trong cái môn này nói chung cái tập á là do cái bản thân mình, cái thứ nhất là đam mê, thì sau cái quá trình mà tập á thì nó cộng thêm một ít cái mà mình phải ăn uống rồi đó. Vâng. Cái sinh hoạt ngủ nghỉ rồi nó cộng thêm cũng nhiều cái. Cái điều mà tôi thích nhất là cái sức khỏe nó cải thiện, dùng cái từ là cực kỳ luôn. Thì nếu như mà mình tập đúng thì bất kỳ ai cũng lên được, đúng, có đúng không ạ? Đúng, cái điều đó là rất là đúng. Với cái thứ hai nữa thì nói chung là cũng cái sinh hoạt ăn uống nó cũng quan trọng. Tôi thì tôi không có nhậu.
Như vậy là nhiệm vụ của Lan Trinh thay đổi ý kiến cho Ngọc Đại đã thành công rồi. Và mỗi tất cả chúng ta ngồi đây đều có thể có được một thân hình như mà chúng ta mơ ước nếu chúng ta có quyết tâm và có một chế độ tập luyện thật là đúng. Hay quá. Qua đây anh thấy một điều là Lan Trinh rất là thích đi tập gym đúng không? Nhưng mà tới bây giờ chúng ta thấy không một cái sự thay đổi nào chứng tỏ là Lan Trinh ăn uống không đúng nè. Đúng rồi. Và phương cách tập luyện cũng không đúng luôn. Chính xác. Cho nên bây giờ vô đó không có tập đâu mà thôi đi. Vô ngắm. Chính xác. Mà sao tôi là tôi mập nên tôi phải tập cardio trước để giảm mỡ trước rồi sau đó mới vô được các bài này để tập cơ. Cứ tập rồi ngưng vậy đó, đó có thời gian để ốm sau đó rồi thất tình mập lại. Người ta nói là cái giờ ốm lại, người ta nói ý chí và quyết tâm mới tập được. Thì bây giờ tôi hết yêu rồi nên tôi tập trung, tôi làm đẹp. Qua đây mình còn biết nữa là tập mà nó đúng kết quả là phải phụ thuộc vào tâm lý nữa. Chính xác. Đó là những người phụ nữ mà yếu đuối và tâm trạng mỏng giòn như em thì mỏng mà còn giòn. Mà thích cái chuyến đi của Lan Trinh, trời sao mà có thể là một chú mà 60 tuổi mà chú tuyệt vời đúng không? Đẹp quá. 108. Nhưng mà thấy thật sự là rất là xấu hổ với bản thân mình, một người trẻ, một thanh niên như mình mà lại không bằng chú như vậy. Anh nhìn đi, anh nhìn chú anh có động lực đúng không anh? Đúng rồi. Anh có động lực không? May nè, may nè, xả lắm rồi nè. Thì hồi trước mình hơi mập xíu, giờ mình ốm ốm được rồi nè. Mọi người biết không, nhà của chú là ở quận 8 trong khi cái cơ sở tập này là ở quận 2. Khi mà chú chơi với các bạn ở đây và thân rồi thì ngày nào chú cũng từ quận 8 lên quận 2 tập. Thì đó gọi là cái sự đam mê với lại cần bạn bè ở bên cạnh tập luyện. Nhưng mà rất nể chú là chú bắt đầu tập từ lúc 53 tuổi. Đúng rồi. Là cái thời gian mà đó rất đã trẻ. Cũng đã lớn rồi, đã lớn rồi. Ủa tại sao trẻ chú không tập mà tới 53 tuổi chú mới tập? Trước đó thì chú chơi bóng đá rồi xong rồi chú làm nghề gì biết không? Cũng làm xây dựng. Sau này thì chú bắt đầu thích qua cái bộ môn này đó. Có nghĩa là sau khi mà chú nghỉ hưu chú vẫn muốn duy trì cái sức khỏe của mình cho nên đi tập luyện là đúng rồi. Còn anh em mình giờ vợ con đùm đề thời gian thôi đủ rồi, có người kia làm biến. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip vừa qua.